Bạn có biết rằng những gì chúng ta ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của lá phổi, một loại dưỡng chất kỳ diệu có tên là omega 3. Trong video này thì chúng ta sẽ khám phá cách omega 3 có thể trở thành vị cứu tinh cho những ai đang phải đối mặt với căn bệnh hen suyễn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hương. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chủ đề rất thú vị có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Bạn có biết rằng những con cá béo nhỏ có thể là vị cứu tinh cho những ai đang phải đối mặt với căn bệnh hen suyễn? Nghe thì có vẻ bất ngờ đúng không? Hãy cùng chúng tôi khám phá mối liên hệ thú vị giữa omega 3 và bệnh hen suyễn nha. Trong video này chúng tôi sẽ giải thích omega 3 có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng phổi và tăng cường hệ miễn dịch. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các nguồn thực phẩm giàu omega 3 và cung cấp những lời khuyên hữu ích để bạn có thể bổ sung chúng một cách hiệu quả. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá này và tìm hiểu xem làm thế nào omega 3 có thể giúp bạn hoặc người thân của bạn kiểm soát bệnh hen suyễn một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên, chúng ta hãy hiểu về omega 3. Chúng ta cần hiểu rõ rằng omega 3 là gì. Omega 3 là một loại axit béo không mão hòa đa có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Có 3 loại omega 3 chính: ALA, đó là axit alpha linoleic; EPA, đó là axit eicosapentaenoic; và DHA, là axit docosahexaenoic. ALA thì thường có trong các nguồn thực vật như là hạt chia, hạt lanh và quả óc chó, trong khi EPA và DHA thì chủ yếu có trong các loại cá béo như là cá hồi, cá ngừ, cá trích. Omega 3 thì không chỉ giúp duy trì màng tế bào khỏe mạnh mà còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chức năng não bộ và tim mạch. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh hen suyễn thì omega 3 có thể giúp giảm viêm đường hô hấp, cải thiện chức năng phổi và giảm tần suất các cơn hen. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách omega 3 có thể giúp ích cho những người mắc bệnh hen suyễn trong phần tiếp theo của video này. Phần 2, omega 3 và bệnh hen suyễn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào mối liên hệ giữa omega 3 và bệnh hen suyễn. Hen suyễn là một bệnh mãn tính của đường hô hấp gây ra bởi viêm và hẹp đường thở, dẫn đến tình trạng khó thở, ho, khò khè và nặng ngực. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng omega 3 có tác dụng chống viêm rất mạnh, và khi chúng ta bổ sung omega 3 vào cơ thể, nó sẽ giúp giảm viêm đường hô hấp, một trong những nguyên nhân chính gây ra các cơn hen. Ngoài ra thì omega 3 còn giúp cải thiện chức năng phổi, tăng cường hệ miễn dịch và giảm tình trạng dị ứng. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng những người mắc bệnh hen suyễn khi bổ sung omega 3 đều đặn thì có thể giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn hen. Điều này có nghĩa là omega 3 không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của những người mắc bệnh hen suyễn. Phần 3, các nguồn cung cấp omega 3. Vậy thì chúng ta đã có thể bổ sung omega 3 từ những nguồn nào? Như đã đề cập trước đó, các loại cá béo như là cá hồi, cá ngừ, cá trích là những nguồn cung cấp omega 3 dồi dào nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn cá hàng ngày. May mắn thay thì chúng ta có thể bổ sung omega 3 từ các nguồn thực vật như hạt chia, hạt lanh, quả ốc chó và dầu hạt cải. Mặc dù hàm lượng omega 3 trong các loại hạt này thường thấp hơn so với cá, nhưng chúng vẫn là những lựa chọn tuyệt vời cho những người cần ăn chay hoặc là không thích ăn cá. Để đảm bảo cung cấp omega 3 cho cơ thể thì bạn nên kết hợp với cả hai nguồn thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm chức năng chứa omega 3, và liều bổ sung chủ động thường là 300mg dầu cá mỗi ngày. Tuy nhiên thì việc bổ sung omega 3 thì cần được thực hiện đúng cách và theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng. Phần thứ tư là lời khuyên và lưu ý. Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc kiểm soát bệnh hen suyễn, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng một chế độ ăn uống phù hợp. Ngoài việc bổ sung omega 3 thì bạn cũng cần chú ý lối sống lành mạnh, thể dục đều đặn và tránh tiếp xúc với các tác nhân dị ứng. Hãy nhớ rằng omega 3 chỉ là một phần trong quá trình điều trị bệnh hen suyễn. Bạn vẫn cần phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi tình trạng bệnh của mình để có những điều chỉnh kịp thời. Bác sĩ hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của omega 3 trong việc kiểm soát bệnh hen suyễn. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc bổ sung omega 3 hoặc là cách kiểm soát bệnh hen suyễn, hãy để lại bình luận, bác sĩ Hương sẽ giải đáp cho bạn nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đây sẽ là động lực rất lớn để bác sĩ Hương tiếp tục chia sẻ nhiều video hữu ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.